Tết Nguyên Đán đang tới gần, thị trường trái cây sôi động do sức tiêu thụ mạnh, giá bán cao nhất trong năm. Để đạt hiệu quả kinh tế, bán được giá, tăng lợi nhuận, trái cây Tết cần có mẫu mã đẹp, chân lâu, chất lượng ngon và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Mời quý khán giả đón theo dõi chương trình livestream nuôi dưỡng và bảo vệ cây trồng với chủ đề Trái ngon đón Tết trên fanpage Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang và fanpage Cùng Lộc Trời vươn tới thành công từ 19 đến 20 giờ thứ tư ngày 8 tháng 12 năm 2021. Tiến sĩ Lê Hoàng Kiệt, Giám đốc Sản phẩm Dinh dưỡng, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nông nghiệp, Tập đoàn Lộc Trời. Kỹ sư Trương Phan Khải, chuyên gia cây ăn quả, Viện Nghiên cứu Nông nghiệp, Tập đoàn Lộc Trời. Hai diễn giả mang tới giải pháp giúp nhà nông phòng ngừa sâu bệnh hiệu quả, cung cấp dinh dưỡng trung vi lượng dạng hữu cơ hợp lý để trái cây đạt tiêu chuẩn cao nhất cho ngày Tết. Tập đoàn Lộc Trời hân hạnh phối hợp thực hiện chương trình này